Hiền Tiên xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên buổi sáng ở mộng của chú Vũ Linh. Thưa chú anh chị, bây giờ là thời gian mà mấy anh em sẽ đi lên trên nhà chờ để lấy hoa xuống, và không biết là ngày mai sẽ như thế nào nữa cô chú anh chị ơi. Hiện tại thì vợ chồng Hiền Tiên cũng muốn là tiếp tục để mang hoa lên nhà chờ để mà giữ những cái phần hoa đó là làm đẹp cho mụ chú cho đến sau Tết. Còn anh Ngọc thì anh không biết như thế nào về rồi cái, bây giờ anh rinh đồ nhẹ đi để ý kiến đồ. Của những cái thông báo của chị Hồng Ngọc ha, thì giờ đem xuống đi và chiều nay mấy anh em coi thử tính như thế nào ha. Như chị Hồng Ngọc là chỉ muốn sẽ để cái những cái đồ mà chị mang vào thì đã ở dưới mộ chú luôn, chỉ như tùy duyên của chú anh chị ơi. Hôm ngày hôm qua thì không, giờ mình cũng không có nói gì nữa, nhưng mà điều chắc chị cũng buồn nên chị cũng có những cái quyết định như vậy. Ý ông em là kêu em chụp một lát khỏi chụp mất công, đang đi kêu tay chụp á. Ồ vậy hả, nay táo bạo hơn là em đứng ở dưới mà anh phải chụp nhỉnh cái điện thoại lên trên. Chụp trên dưới mới đẹp, chụp cái đó trên nhà chờ mới đẹp. Đúng rồi, chụp ngay góc ngay ổ. Anh đã biết dễ tìm anh phải không, nhà chợ với một đó. Bây giờ là mấy anh sẽ đem xuống nha cô chú anh chị. Chị Hồng Ngọc mà đem hoa đem đồ vô thì chị cũng muốn là làm đẹp cho mộ chú nè. Không biết là hôm nay nó còn con nào. Hoa nay là vẫn còn dí. Vẫn còn được. Nhân viên bên phía hoa viên cũng có rất là nhiều việc của chú anh chị. Quét rồi cứ quét đầu này thì lại đầu kia nó rụng lá. Mà vừa quét xong con đường đó chừng khoảng 10-15 phút sau là thấy lá vẫn tiếp tục rồi quét, nhưng mà nhiều phải có thời gian bên phía ban quản lý kêu phải đi rượt hù, chạy đi rượt hù nữa mà rượt mệt lắm cô chú anh chị. Rượt giếng đó, chạy xe rồi cầm cây rồi, trời ơi lần đầu tiên mà mình thấy đó. Vô rồi, vô rồi đó chưa có ai nhìn lên thì đổ vô chắc cái hậu của nó bên đây anh ơi. Ồ. Bây giờ mình cách nhau xa quá rồi, gần lại xa quá là anh chút nữa năm chậu luôn đó. Ủa cái này ngọn đó là bằng luôn đó, cành với miếng gạch đó là bằng đó. Rồi. Đứng lại cái anh ơi. Anh ơi. Vậy là chị con ngủ con không được luôn. Mất ngủ. Chắc qua chị khóc luôn quá. Khóc sướt mướt luôn hả? Chị nghe chị buồn chứ bộ. Đón đầu vô nãy kìa, nãy vái cúng cậu. Vái cúng cậu hả anh? Vái hay gì vậy? Vái thẳng là cầu cho quốc thế gian an như là tiền cho quả. Hello cô. Hello người đẹp. Hello người đẹp. Cầu cho quốc thế gian an. Nói chung là mình mới vừa lên đây giờ đợt thứ hai là đang hiện tại là 4 phút mấy rồi. Vậy mình phải nhanh dọn hả? Thôi cái clip này hơi bị dài quá. Ủa mà nhanh là anh cứ đè bẹp luôn luôn hết. Đi lai gai gì nó khỏe không ơi. Từ từ.
cái gì cũng cứ từ từ không? Thôi vậy nè, giờ anh lấy xe anh chở đi, ếch ngồi sao gầm chạy cho nhanh. À, mà khiên bữa nay nó nghỉ khiên rồi, gấp gấp gì vậy? Khiên thôi cảm nhận đồ. Vậy là anh quyết định là bữa nay là không đem lên phải không? Không. Phải không? Không đem lên. Không đem lên. Không. Rồi, ok. Và anh đem thì vợ chồng em sẽ cùng anh em mình đem lên. Còn anh đã quyết định như vậy rồi thì thôi. Ý định của chị là vậy thì mình sẽ làm ý định của chị đây. Tôn trọng theo ý định của chị đúng không? Dạ em nghĩ con Hu nó cũng sẽ... Nó sẽ không anh không biết chứ chị Hồng Ngọc mình chỉ đang thử nghiệm á. Không á, con Hu nó cũng sẽ tôn trọng ý định của mình á. Nó cũng sẽ không có vào sực đâu anh. Nó không có sực. Nó bị hoa viên nhốt lại rồi. Chị Hồng Ngọc đang thử nghiệm á, là coi coi là lộn nữa không ơi. Cái bông búp này ở bên kia giống cái bông kia coi chừng cũng lộn nữa à. Sao thấy nó nổi tè lè vậy? Vậy là đúng rồi, bông nó lộn rồi ông ơi. Cái búp là ở bên kia, còn cái nở ở đây. Có khi nào mình xen kẽ cho nó đẹp không ta? Chứ sao mình. Ủa, cái bông kia nó cũng lộn rồi đó. Đầu tiên của anh á. Đó, cái đầu tiên bên đó đó. Thấy không, cái bông nó nở tè lè. Đó, bông này là bông nó nở nhiều là nó nằm ở bên đây nè. Tại mua trước nó nở nhiều nè. Mua sau là nó mới về, nó mới búp rồi. Mới về ha. Thiệt nữa, xét mơ chồng thiệt. Ủa mà đám mết xưa nay không gỡ nón, tóc đẹp mình xưa kìa. Hả? Bữa nay tóc đẹp sao không gỡ nón? Theo quy tắc của nhà thiết kế là người ta sau khi hớt mà mình phải đổi nón ít nhất là 10 bữa. À. Cho tóc có dài dài ra tí xíu cho đẹp luôn. Đúng rồi. Thôi dạ, cái lượt comment. Tại vì tao nói mà mới tóc về nhìn nó giống ngố lắm. À. Nên mình vậy là đúng mùng 1 mới dỡ nón ra phải không? Chồng ơi, à. Vậy là đúng mùng 1 anh mới dỡ nón ra hả? Chắc là đó đó. Tại bữa nay 21 rồi. Nào, không có nở sớm đâu, nay còn có mấy ngày nữa đâu. Còn có 9 ngày nữa à. Bữa nay đã 21 rồi. 30 là 28, 30 là nở đẹp rồi. Đúng không anh Ngọc? Một cái đau bông là nó cũng nở cũng mấy ngày mới tàn chứ đâu phải tàn liền. Vậy là được rồi. Thì đó. Mình cứ canh giết tới mùng 1 chưa nở nữa cái thấy mồ luôn. Nó sớm thì nó chạy. Em sợ cái nó chạy. Nhưng mà em nghĩ là cái này vừa đúng luôn. Anh Ngọc ha. Mà kỳ này sẽ đẹp nha, biết sao anh Ngọc. Tại bữa mình ra mua là nó ủng nó ra trước mà anh chưa ra lá, xong chưa có lặt lá. Xong cái hai em ra đợt sau á, cái người ta mới lặt lá, là người ta di chuyển ra ngoài kia mới lặt hết. Là mình mua về nên là lá kỳ này nó sẽ ra trễ hơn. Còn mình lặt mà nó chờ nó ra nụ tới ra lá là nó sẽ ra lá non. Chị ha. Nhanh. Chưa bằng lá lọc á. Lá lọc hả? Lá lọc hả? Ừ. Anh Ngọc nhìn đổi bên này kìa. Đổi bên thì cũng được. Không ngờ bé My nó lên nó rinh để nó về quê. Không ngờ cái lần rinh của nó. Rinh lần này là rinh lần cuối cùng. Cái lần rinh chấn động. Chấn động luôn. Chấn động lên vô. Rồi mấy anh đi trước rồi để thôi cạn. Em không thể nào hụt lùi nổi. Cái cây này không còn một lá luôn. Mà cái này là mau chiều nó rụng nữa, nó rụng lá đó nữa. Đẹp không? Thật luôn. Ừ. Quá là đẹp không? Nó rụng ra bông đó. Nhưng mà nó sẽ ra một rụng một lần đó nữa.
Rụng lá non nữa. Rồi nó mới mọc lá kia lên, là mưa là bắt đầu nó mới cạo được. Đó. Mà lá này cũng rụng nè, mùa thu lá rụng mà. Lá nào không rụng? Trồng cái bàn á. Bàn cũng rụng. Ờ cái bàn cũng nó rụng nhưng mà lá bự, cái tàn nó to nó quét cũng khỏe. Vậy thôi mình trồng cái chuối đi, lá nó bự hơn cái bàn. Chưa chắc nha anh. Cái ra cây bàn nó có cái hột á. Mấy con chim ăn xả đầy với ốc. Có tiền ơi. Hay mình đề xuất công ty ta trồng cái cây nào mà lá nó không rụng đi. Vậy là công ty đông có người làm. Đúng không? Vậy là cũng khổ ha. Vậy là mình lúc đó là mình thất nghiệp đó cô. Nắng câu cũng như một tí. Thôi thì thôi chịu bỏ tay. Chứ không nước rồi để làm cho mấy người mà không có người việc làm thì không nước làm gì. Vậy là cái mục đích của công ty là chủ yếu là trồng cây lá được mà mới có việc làm được. Sợ có mang gì làm. Em cạn lời dưới ếch luôn. Bỏ tay chấm cơm. Anh em mình nói được rồi, đi lên đó nói để như là cắt cái công việc của cô vậy. Sao bữa nay nghe lạnh quá ha? Có lạnh gì đâu. Bữa nay không có lạnh. Hai anh em mình nãy giờ tắm hang. Bữa nay xuyên cái này nặng dữ ta. Phải lâu giờ tại em kêu nãy giờ không, anh cảm giác anh kiên chậu đầu là anh nặng rồi đó. Nặng lòng hả? Nói ra là biết rồi. Rồi, tiếp còn chậu cuối cùng nữa. Rồi nè, cầm đây. Gì vậy? Hả? Còn chậu em kinh hả? Nói thiệt đi. Nói không? Sợ cái chậu này nặng nha. Đó là chừng 10 kg à, không tới không? Không dám đâu á. Nhẹ mà, nó có gì đó nhẹ. 20 kg đó ông ơi. Cảm ơn, nhìn ta về nghĩ sao không được. Với con được là ôm cái chậu này nọ. Giờ hiện tay ra, hiện điên ra tay bà con ơi. Rồi thiệt. Kéo áo xuống rồi, ngon làm cái coi bà xã. Chậu này đã anh lên cho anh lên mấy chậu cái đi. Hiền tiên bế em còn được mà đừng nói gì mấy cái chậu này anh. Cái gì ghê vậy? Ô nặng nha. Ủa có 10 kg mà sao ô nặng ra ta? Cái nào cũng được mà xách thêm vỏ kia nữa, cái bịch đi lông nó đúng rồi, cái cục vàng nữa, cục vàng nó không kẹp, ta nhét cái cục vàng vô bên trong cái bịch được mà, ngày qua mày nó nhét vô hả? Được, bên đây ta nhét thêm này mất công nữa, cái cục vàng nó cầm tay khó cầm. Mua cởi đi chị, tại vì hận hớn. Mình đi ra ngoài mình lấy mình giao cho mỗi chú anh.
Đúng rồi, kêu nhiều quá em động gấp. Mau tàn. Để đi Tiên ơi, đi Tiên ơi. Này em cầm đi hỏi đi, anh ngứa tay quá à. Không được kinh ngứa tay á. Thôi vậy không. Cái gì kìa? Để em sẽ kinh vô. Nè còn mấy cái chậu nặng để anh ghinh. Lá chậu nhẹ nhẹ em ghinh. Cái nào nặng quá anh? Bình, hai bình lan á. Hai bình lan á. Rồi mình ghinh mấy cái chú rồi, lan hơn sao thế. Đúng không? Ừ. Em muốn ghinh mấy kỳ trước đúng không? Ừ. Lan nặng quá không? Để đây em ghinh. Thôi vậy nè, để anh ghinh với anh Ngọc đi. Hai người ghinh bệnh là hết rồi. Đang ngành gian còn mới kia thôi mà. Ghinh được. Ở đây cái lá hôm qua mới trái vàng cũng hết nè. Hôm qua em về thấy cũng có bán hồ điệp. Ghinh hôm mới có mấy chậu giờ nghe đói bụng rồi đó. Nhưng mà bữa nay ăn sáng sẽ chạy. Nhưng mà theo anh nghĩ là cái này là bỏ ở ngoài mộ đi. Chị phải không? Hầu tưới nước tưới vô luôn. Rồi tưới xong mình đem vô. Cái công bê ra nữa. Ủa, sao để đó? Nước. Đi. À, để đó. Hầu kéo nước luôn. Rồi hầu đem vô. Ôi trời, trời, trời. Để quay cái bông lên. Cái gì mà anh mà tin tin? Có đang tàn sớm. Xong hết rồi, ra ấy luôn á. Tính làm gì vậy? Xong đẩy xong rồi đẩy luôn. Ủa làm công chiến nãy giờ rồi. Sao kỳ. Anh chơi 6 giờ thôi. Không ngờ. Không ngờ có ngờ. Chồng tôi là như vậy. Không ngờ. Trời ơi. Cái gì mà vui nghe hết ha. Hả? Cái gì mà vui ha. Mình tập cái dục mà. Ngày mai lại buồn. Sáng mình tập cái dục cho mát đó không con? Ừ. Nghĩ là thích tập con không không tập. Con quỷ trẻ mà cô. Cô Tết này cô chân bông đào hay bông mai cô? Không có chân gì hết đâu. Không có chân bông gì hết luôn. Ở dạ. Đây nguyên ngày rồi cô ha. Ở đây suốt mà chân gì. Dạ, dạ. Vậy là nhà mình cũng đâu có chân gì đâu. Tại mình cũng ở đây suốt rồi. Bậy, đó là cái ngôi nhà của mình. Cô thì cô ở trọ, hiểu không? Còn mình là mình phải có cha mẹ cúng chiếu rồi chứ.
lên tính tiếp. Đem xuống đây tôi chắc luôn. Hả? Còn em không chiếu clip được chứ. Em xuống đây. Giờ cái máy của em đây mà sao mà ấy được. Cái hình chưa có vô. Em tạm ngưng đi, được clip đó rồi đó. Thôi. Hả? Gì vậy? Phá nữa hả? Gì vậy? Chắc ngu quá hả? Ngu quá à chứ bởi. Nào. Cái nắp ra ngoài luôn hả? Thôi. Bự đâu? Hay cho bự tiêu à. Đó. Đó cô chú các chị thấy cái nắp vậy nè, cái này đẩy lên trên vậy nè. Vậy nè, mà nó vẫn lấy được cô chú. Mà nó bung nó lấy luôn. Nó lấy cái sừng của nó. Nó chi là giờ mình đẩy vậy luôn là. Không nó, mà, nó đó các cô chú các chị thấy nó hay không? Đó, còn cái đó đẩy là ngày mai là sẽ thấy luôn. Mà ngày mai dọn còn hơn nữa. Nó ủ quá à, ha đem lên đi anh ơi. Có mấy ngày nữa. Chị Hồng Ngọc chỉ nói vậy nhưng mà mình đem lên. Tại chỉ buồn thì chỉ nói vậy thôi chứ giờ mình em nói thiệt mình đem lên thì chị cũng thấy vui tại vì do anh em mình muốn làm đẹp cho mẫu chú. Chứ giờ để cái hai trái bự mà để trong cái hồng mà còn ăn nó gì. Đúng rồi, nó còn đẹp. Đưa ngay cái miệng nó sao nó không ăn được. Kè, nó bên đó kìa. Kè. Đó. Kè, nè đi ra đây đứng nè, thấy nó thẳng qua đó. Đó. Nó đang trong cái luồng á. Đó, quá trời luôn kìa. Nó dí gì đâu mà gì. Nó cũng sống mà. Nó cũng sống mà, nói chung là không phải sống mà là con luôn kìa. Kè. Đó, mà nó đang đó nó chưa có ăn nó coi chứ anh chị. Thấy có mồi. Hơi hang gần khỏi neo đó. Khỏi neo hả? Bị nó xấu quá. Vậy giờ sao bỏ nó vô bò ta hả? Ôi phát hiện mắt hôm qua rồi. Đúng rồi. Kè. Qua đúng rồi, còn hộp đúng rồi. Hộp đúng rồi. Tại vì qua chi chi qua Hằng Hải hỉnh rồi. Hai hộp mà ba hộp mà. Qua Hằng Hải hỉnh kia cho anh. Dạ con hạt đúng không? À. Tôi tỉnh bông đỏ bớt này, tôi mua rồi. Cái nào tàn quá chị anh ấy hả? Ở bông mà mắt ra. Gì nữa? Mắt cái nè. Có 13 chậu à. 18 chậu rồi giờ còn 13. Nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Hôm bữa tổng luôn là nhiêu? 18. 18, mà bữa mắc hình chậu đầu tiên với hai trái bự. Vậy, à đúng ha, nó lên là nó mặn sệt hết kia luôn á. Đúng rồi, nó lên đây được à. Nó kệ tự nhiên. Nó sợ lên đây hả cô? Nó sao nó lên được? À. 18. 18 là dạy mất hết năm rồi. Còn 13. Ủa? Dạ. Tôi thấy bông ít. Mấy cái bông đó là tiện bỏ luôn. Vậy là cuối cùng mất bao nhiêu? 5 chậu. 5 chậu luôn hả? Bữa nay mắc nhiều, bữa nay mắc 4 chậu à. Bữa mắc 4 chậu à. Vậy sao nãy là mắc 1 chậu? 1 chậu là bữa đó. Bữa nay là 4 chậu là 15, trên con còn có 13 chậu à. Trời ơi, vậy nãy tôi tính hồi nãy là tôi tính 17 đi, tính 18 rồi mà rồi nay còn 13. Cuối cùng là mắc bao nhiêu, bữa nay mắc bao nhiêu? 4 chậu. Vậy là có 17. Vậy là bữa 18 mà mắc hết chậu là còn 17. 17 là bữa nay mắc hết 4 chậu thì giờ còn 13. Đó. Vậy là mới đúng nè. Hai không ăn mà nó mất. Tại vì nay á là nó ăn thì phải cái hũ còn đó ha, đắt cát gì còn đó chứ này nó đem đi hết trơn luôn. Giờ điếm còn có 13.
mà anh Ngọc đã loại trừ bớt những cái hoa bị tàn. Chỉ còn như đây phải không anh? Còn như đó. Như đây là vậy mình hứa ra đi. Tặng cho bao nhiêu chậu? Hả? 14 hả? 10 chậu á. Anh thua né né là chỗ ngay chỗ khán giả hay đứng ngay cái mão chú để đốt nhang á. Ý để chụp hình á. Bên 4 đúng rồi, bên 4. Còn 8 chậu rồi. Hết luôn rồi hả? Hết luôn đó. Vậy là nó lấy mấy chậu đẹp rồi, mấy chậu xấu rồi. Hình như mấy cái chậu vàng vàng cam cam á. Ủa gì? Góc 1 chậu, 4 góc, 1 chậu là đúng rồi. Ai lấy ra? Giờ còn 8 chậu luôn á. Đâu lòng trời. Anh về trễ lắm mà cũng vậy là một cái người trễ hơn đó hả? Anh trễ hơn, còn trễ hơn anh nữa. Đau lòng luôn. Ồ, lấy mấy chậu đẹp hết rồi. Mấy cái ai không đạt được cái tứ ở nhà anh tứ rồi đấy á. Bữa nay là mắc hơi bị nhèo. Bữa nay buồn ta. Ủa? Đội xuống đem dẹp. Ủa cái này mình trồng muốn lên lại không ta? Không cô? Vậy mình trồng lên lại đi. 50 có bông hả? Cái nó tàn nè giờ cháu mình. Con nói là 1 năm mới có bông 1 lần. Ờ sao 1 năm dữ à? Ơi, xuất hiện YouTuber lạ. Này YouTuber của cái bún gì đây? Này như anh ơi, này anh YouTuber bún gì vậy? Không bún riêu. Bún riêu. Vậy là cũng muốn gần xong rồi. Tính là ba người khi cũng được mà. Ừ. Bình thường đúng không? Đúng. Từ từ rồi cũng xong. Cái này là của anh chị Bình Chánh. Đây cái lá này hả? Để xuống được không hết? Cái gì vậy? Nè. Cái này để xuống đi. Còn em tải lên đi. Và tới đây cái video của Hiền Tiên xin kết thúc. Cô chú anh chị ơi, chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau. Và đặc biệt là ngày hôm nay là Tiên cũng tiết lộ cho cô chú anh chị là sẽ có rất là nhiều bất ngờ nha. Bất ngờ mà cô chú anh chị chưa từng được
cũng đang có những cái thắc mắc ha. Thì ngày hôm nay là sẽ có những cái tình vui ở quận Chú Dù Linh hả? Rồi bây giờ Tiên xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.